Một chiếc đồng hồ thông minh có thiết kế đẹp, sang trọng, có thể nhận và thực hiện cuộc gọi, có chức năng đo nhịp tim và có vô vàn các cái tính năng io khác mà giá trị hơn 300 cành. Và đây là em đồng hồ thông minh mà nhà Guzodoc mới cho ra mắt, anh em không nên bỏ qua nha. Bên trong hộp có đồng hồ, dây sạc tự tính và sách hướng dẫn sử dụng nha. Đến với nhân vật chính của chúng ta thì em đồng hồ có thiết kế vô cùng đẹp, sang trọng và có nhiều màu sắc cho anh em lựa chọn này. Đi kèm với đó là em nó sử một chiếc màn hình có kích thước là 1.85 inch và độ sáng siêu cao giúp cho ra ngoài trời vẫn có thể nhìn rõ thông tin trên đồng hồ nhá. Đồng hồ thì cho cảm giác lướt siêu mượt luôn, mình thấy gần như là không có độ trẻ nhá. Đặc biệt thì em nó có chức năng lật cổ tay để sáng màn hình siêu nhạy luôn nhá. Và đồng hồ thì có chuẩn kháng nước là IP68 nên anh em thoải mái đi trời mưa mà không lo bị hỏng nhá. Em nó thì có vô cùng nhiều chức năng tiêu biểu là đo nhịp tim này, có các cái chế độ thể thao, thực hiện và nhận cuộc gọi và chơi game nhá. Và để nhận và thực hiện cuộc gọi thì anh em cần phải kết nối với điện thoại và đồng hồ thông qua app DaFit nhá. Anh em có thể tải app từ Google Play hoặc là App Store này. Và để kết nối được thì anh em cũng cần bật Bluetooth và định vị của điện thoại lên nhá. Bên trong app thì các bạn có thể là làm được rất nhiều thứ vô cùng là hay ho, chẳng hạn như là đổi mặt đồng hồ này, tìm thiết bị nhá. Ngoài ra thì em nó còn có thể chơi game, nhưng mà chỉ chơi được những cái tựa game 2048 thôi nhá. Chứ anh em không thể tải game vào đâu nhá thời lượng pin của em nó thì khá là ổn được tầm 5 đến 10 ngày này nói chung bạn nào muốn trải nghiệm thì có thể ấn vào giỏ hàng mình gắn ở video này nhá hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo bye bye